Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái mẫu váy. Cái mẫu váy này là mẫu váy chữ A. Có cái phần can eo và cái nẹp ở cái phần thân trên này là cái cúc giả các bạn nhé. Có hai nắp túi và cái phần thân này là cắt, thân trên là cắt 7 mảnh. Và cái cổ tròn ôm, có cái tay thì dài đến khuỷu tay và tay xếp vai bồng ấy. Cái váy này là váy chữ A, mặc vừa không rộng quá các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ sử dụng cái chất liệu vải thô. Và để cắt cái mẫu váy này thì các bạn cần khoảng 1,5m vải là được, khổ rộng 1m4. Và số đo ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cắt là cái số đo có vai là 35, dài tay là 29, bắp tay là 29, vòng ngực 86, vòng eo 72, vòng mông 90, hạ ngực 26, hạ eo 39. Và chiều dài váy là 105. Bây giờ tôi bắt đầu vẽ, các bạn chú ý quan sát nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần thân trước. Đây là vải gấp đôi các bạn nhé. Các bạn nhớ lấy canh vải thẳng. Khoảng cách từ biên vải đến đường vải gấp đôi ở các đoạn này bằng nhau thì sẽ được canh vải thẳng các bạn nhé. Các bạn nên ghim lại để cho cái khi vẽ nó không bị chạy. Bây giờ ta sẽ xác định cái chiều dài của váy. Cái gấu váy ngày hôm nay tôi để 5 phân. Các bạn có thể để từ 3 đến 5 phân. Và cái chiều dài váy này là 105. Mà cái váy này là váy can cái phần eo nên tôi cộng luôn cái đường may của cái phần can eo và cái chiều dài váy để tôi vẽ cái thân liền luôn các bạn nhé. Tôi sẽ cộng thêm 3 phân cái đường can eo thì khi cắt rời ra chúng ta sẽ có đường may là 1,5 phân. Dài váy 105 cộng 13 là 108. Như vậy là ta đã xác định được cái chiều dài của váy. Các bạn kẻ đường vuông góc với cả đường vải gấp đôi. Cái này có hạ ngực là 26. Các bạn lấy từ cái điểm vai này xuống 26. Hạ eo 39. Cái đường cắt này là cắt đúng ở cái phần eo các bạn nhé. Cho nên là chúng ta sẽ cộng thêm 1,5 phân đường may. Để khi chốc chúng ta cắt ra là chúng ta cắt luôn bằng cái đường phấn này. Và tôi sẽ cộng luôn đường may vào cái điểm cắt eo này các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ lấy cái đường vai. Vai là 35. 1/2 số đo vai sẽ là 17,5. Hạ xuôi vai bằng 1/10 vai cộng 0,5. Các bạn kẻ xuống đánh dấu đường vuông góc. Các bạn nối với điểm đầu cổ cơ bản nhé. Lấy vào 6,5. Nối với điểm hạ xuôi vai thì ta đã vẽ được cái đường vai. Cái hạ nách thì sẽ là bằng 1/2 bắp tay. 1/2 bắp tay là 14,5. Cái vai này là vai bồng nên các bạn may nách rộng hơn một tí thì các bạn cộng thêm mấy cả 3 sẽ là 17,5. Ta có ngang ngực thì bằng 1/4 vòng ngực cộng với cả 2. Ngực 86, 1/4 vòng ngực sẽ là 21,5 cộng 2 là 23,5. Eo 72 thì 1/4 số đo vòng eo sẽ là 18 cộng 13, chiết ly là 21. Từ cái điểm này các bạn hạ mông cho tôi là 19 phân cộng thêm với 1,5 phân đường may can eo nữa là 20,5. Người ta vẽ cái điểm hạ mông. Và đây đường ngang mông thì sẽ bằng 1/4 số đo vòng mông cộng với cả 0,5. Mông 90 thì 1/4 sẽ là 22,5 cộng 0,5 sẽ là 23. Phần gấu này, cái chữ A này thì các bạn có thể cộng từ 3 đến 5 phân tùy cái độ xòe các bạn thích nhé. Cái gấu này tôi sẽ cộng 4 phân. 23 cộng 4 là 27. Cái váy này cái chiều dài của nó dài đến che cái đầu gối các bạn nhé. Thì các bạn có thể để xòe ra hơn một tí cũng được. Khi xác định được các đường ngang rồi thì ta sẽ nối lại.
Các bạn nối thẳng xuống gấu. Cái gấu này các bạn giảm lên 1 phân rưỡi. Cái đường nách này thì các bạn đặt cái thước vuông góc từ cái đường hạ xuôi vai xuống lấy vào 2 phân rưỡi để vẽ cái đường vòng nách. Các bạn chia đôi cái đoạn này ra, nối 2 điểm này lại với nhau và chia đôi cái đoạn này cũng nối. Phần vai này các bạn đẩy vào cho nó vuông góc ở cái đầu vai này nhé. Như vậy ta đã vẽ được xong cái phần nách. Cái phần ly chiết thì các bạn lấy vào cho tôi là 9 phân. Vậy cái ngực này là 86 thì lấy vào 9 phân. Cái phần thân dưới này thì các bạn cũng vẽ chiết ly thẳng luôn, thẳng xuống dưới luôn. Như ở trong cái mẫu này. Trong cái mẫu này là sẽ chỉ chiết cái phần ly thân trên nhé, không chiết ly dưới. Cho nên là tôi cũng không chiết cái phần ly dưới, thì các bạn lấy vào là trừ cái đường chiết ly 3 phân đi. Lấy bằng số đo 1 phần 4 eo thôi. Để các bạn nối với điểm mông này. Chúng ta sẽ không chiết cái ly này, mà chỉ chiết cái phần thân trên. Cái ly thân trên thì mỗi bên là 1,5. Các bạn nối với điểm đầu ly này. Và cái phần thân trên của cái mẫu này là sẽ vẽ thành đường 7 mảnh giả lên nách nhé, ly nách các bạn. Các bạn đánh cong cái đường ly nách này. Và cái phần này giảm xuống 1 phân. Và các bạn cũng phải đẩy cái này ra 2 phân để khi chiết ly xuống, khi chiết cái đường ly lại thì nó không bị hụt cái phần nách. Cái cổ này là cổ tròn cao các bạn nhé. Thì ta sẽ lấy là ngang là 9 phân. Ngang 9, hạ là 9. Các bạn đánh cong cái vòng cổ. Như vậy là tôi đã vẽ xong cái phần thân trước. Cái phần sườn này khi cắt thì các bạn giảm lên 0,5. Ở cái phía cái đường sườn này thì khi chúng ta chiết cái ly này vào, nó sẽ cụp xuống nhá, thì là nó sẽ là thành cái đường thẳng, nó không bị sệ xuống. Và cái váy này thì có cái đường nẹp giả đằng trước thì chúng ta sẽ làm cái đường nẹp giả rời ở ngoài các bạn nhé. Còn cái này có thể làm nắp túi hoặc là túi cơi giả thì tùy ý các bạn. Bây giờ tôi sẽ cắt các bạn nhé. Như vậy là tôi đã cắt được xong cái phần thân trước. Tí nữa tôi sẽ bổ cắt đôi cái phần thân này sau. Bây giờ tôi sẽ sang dấu để tôi vẽ cái thân sau. Xong rồi thì tôi mới cắt cả thân trước cả thân sau luôn các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái phần thân sau. Phần thân sau thì các bạn có thể, đây là vải gấp đôi nhé. Thì chốc nữa chúng ta vẽ xong, ta sẽ dọc đôi cái đường sống này ra làm cái đường chìa khóa luôn nhé. Chúng ta sẽ chừa cái đường chìa khóa ra là 2 phân. Các bạn kẻ 2 phân thẳng từ trên xuống. Hết cái chiều dài của váy. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt cái phần thân trước lên để ta sang dấu. Các bạn nhớ đặt bằng sát cái đường phấn chìa khóa này nhé. Ta sẽ sang dấu cái đường gấu này. Ngang mông, ngang eo. Cái đoạn này trước chúng ta sẽ cắt cái phần thừa của cái giảm thân xước đi nhé. Ngang ngực. Vai các bạn dâng lên 2 phân. Cái eo này các bạn phía thân sau thì các bạn cắt thẳng nhé, cũng giảm đi 0,5 phân.
Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vẽ cái phần thân sau. Ta sẽ có cái đường vai bằng số 1 phần 2 số đo vai cộng với 0,5. Thế là 17 rưỡi cộng với cả 0,5 thì là 18. Hạ xuôi vai bằng 1 phần 10 vai. Bạn nối với điểm đầu cổ cơ bản nhé. Như vậy ta đã vẽ được cái đường vai. Cái đường ngang ngực của thân sau thì sẽ bằng 1 phần 4 số đo vòng ngực, sẽ là 21 rưỡi. Đường eo là các bạn kẻ thẳng để tí ra cắt theo phấn luôn. Và đây là ngang mông. Ngang eo thì cũng bằng 1 phần 4 số đo vòng eo. Cái phần lưng này các bạn đánh cong vào cho tôi là 1 phân để khi chúng ta tra khóa cái phần võng lưng này thì nó sẽ không bị thừa nhé. Đã đẩy ra đến phần mông là được. 1 phần 4 số đo vòng eo nó sẽ là 18. 18 cộng với cả 3 là 21. Ngang mông thì cũng bằng 1 phần 4 số đo vòng mông cộng 0,5. Gấu thì cũng bằng ngang mông cộng với cả 4 các bạn nhé. Khi xác định được các đường ngang rồi thì ta sẽ nối lại. Các bạn nối thẳng mấy gấu. Phần nách này các bạn đánh check vào cho tôi 1 phân rưỡi. Cái đoạn này chia đôi. Nối lại và để ta vẽ cái đường nách thân sau. Như vậy là ta đã vẽ được cái đường vòng nách. Cái đường chiết ly này các bạn cũng lấy vào 9 phân. Kẻ thẳng xuống gấu, xuống cái phần ngang mông các bạn nhé. Để ta chiết cái ly. Cái phần đầu ly thì đến ngang ngực. Ly 3 phân thì các bạn lấy mỗi bên 1 phân rưỡi. Cái phần ly dưới này các bạn chiết bầu nhé, để cho nó bám sát vào cái phần eo sau. Cái cổ thân trước là lấy chiều ngang là 9 phân thì thổ thân sau các bạn lấy là 9 phân rưỡi. Hạ xuống 3 phân. Và các bạn đánh cong cái đường vòng cổ này. Như vậy là tôi đã vẽ xong cái phần thân sau. Phần gấu thân sau thì các bạn giảm bớt cái 0,5 cái đường cái sa vạt của gấu thân sau đi nhé. Bây giờ tôi sẽ cắt cái phần thân sau rồi. Sau khi cắt xong cái phần thân sau thì các bạn sẽ rạch đôi cái đường sa khóa này ra. Thì bên đây chúng ta sẽ để vải liền, bây giờ ta sẽ rạch đôi ra. Đường sườn này các bạn để 2 phân nhé, đường vai 1 phân rưỡi, đường vòng nách 1 phân. Sau khi cắt xong cái phần thân trước và thân sau thì ta sẽ cắt cái phần tay. Để cắt cái tay thì các bạn sẽ đo cái vòng nách của thân trước và thân sau. Cái vòng nách thân trước này là 20. Các bạn sẽ trừ đi cho tôi 2 phân cái đường để trước chúng ta máy chiết ly ở đây. Thì nó sẽ hụt đi 2 phân. Thì sẽ là còn 18. Các bạn đo nối tiếp với của thân sau vào. Vậy là được 40. 40 1 phần 2. Cái vòng nách này sẽ là 20. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái phần tay. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần tay. Cái tay này là tay bồng xếp 2 ly một bên nhé. Cả cái vai là xếp là 4 ly thì chúng ta sẽ cộng 4 cái ly này là khoảng 8 phân. Thì một nửa tay sẽ là 2 ly thì chúng ta sẽ cộng 4 phân. Và cái phần cửa tay ở dưới thì là mặc ôm vừa các bạn nhé. Còn cái phần nách thì không rộng lắm. Cho nên ta sẽ phải phần hạ cái phần nách tay này là hơi sâu. Cái tay này có chiều dài là 29. 29 thì các bạn xác định cái chiều dài.
Và chúng ta sẽ cộng thêm 2 phân về cái độ phồng của tay nhé. Là 31. Cái bắp tay này là 29 sẽ là 14 rưỡi. Các bạn cộng mấy ngang tay này là 3 phân sẽ là 17 rưỡi. Cái bắp tay ở cái vòng nách ban nãy chúng ta đo được là 20. Bây giờ các bạn cộng xếp 12 ly là 5 phân thì đã thành 25. Cái điểm 25 này nó cắt cái phần ngang nách tay ở đâu thì chính là cái đường hạ nách các bạn nhé. Hạ nách. Và các bạn nối hai cái điểm này, cái đường chéo này lại. Và chia đôi cái đoạn này ra. 12. Chỗ này các bạn lấy lên là 2 phân rưỡi. Ta vẽ cái phần tay bồng này. Cái phần bồng này ngang này các bạn, từ điểm 3 phân này các bạn vẽ bằng cái đoạn đầu vai này nhá. Xong rồi chúng ta mới lượn xuống. Và cái đoạn này các bạn chia đôi này. Chỗ này đánh cong xuống nửa phân. Như vậy là ta đã vẽ được cái phần vai, là phần nách. Cái cửa tay này, cái tay này mặc thoải mái nhưng cũng không bó lắm thì các bạn để. Nếu mà đo trên tay chúng ta thì cộng thêm cửa động là 2 phân. Thì cái phần cửa tay này tôi để là 14 phân. Cái gấu tay các bạn để 2 phân rưỡi. Chúng ta nối hai cái điểm này lại với nhau. Các bạn đánh hơi cong. Và giảm cái phần gấu lên nửa phân. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn vẽ xong cái phần tay. Bây giờ tôi sẽ cắt cái phần tay này. Cái đường nách này các bạn chừa ra 1 phân nhé. Các bạn đánh dấu giữa tay. Rồi chúng ta tiếp tục cắt cái một cái tay nữa. Khi cắt xong thì các bạn mở ra để chúng ta giảm cái phần mang tay của thân trước. Khi cắt xong các bạn úp hai mặt phải lại với nhau. Và ta giảm cái phần mang tay của thân trước xuống là 1 phân các bạn nhé. Và chúng ta đánh dấu cái phần thân trước này để khi chúng ta tra tay nó sẽ không bị nhầm lẫn. Khi đã cắt xong phần thân với tay thì bây giờ tôi sẽ mở cái phần thân này ra để tôi cắt cái phần can eo. Đây là phần thân trước các bạn. Các bạn sẽ cắt đứt theo phần nhé, tại vì là chúng ta đã cộng cái đường may và cái đường can eo này rồi nhé. Các bạn cắt theo đường phấn và cái phần này các bạn giảm đi 0,5. Cái phần thân dưới của cái thân trước này thì chúng ta sẽ không để cái đường chiết ly này, thì chúng ta sẽ giảm cái phần chiết ly đi theo đường phấn này các bạn nhé. Như vậy là cái thân dưới sẽ là không chiết ly. Các bạn đánh dấu ở giữa để khi chúng ta tra cho nó khớp vào mấy cả thân. Cái cổ này thì khi nào may các bạn sẽ khoét cổ chừa ra đường may là 0,7. Các bạn có thể làm nẹp hoặc viền thì tùy ý các bạn nhé. Và cái phần mà cái nẹp giả ở giữa này thì chúng ta sẽ làm một cái miếng vải ở ngoài này. Thì các bạn sẽ may cái nẹp giả ở giữa cái phần thân áo này nhá. Nẹp giả 3 phân thì chúng ta sẽ máy đè 2 phân. À, máy đè hai bên ở phần giữa này để chúng ta đính cúc. Chúng ta sẽ cắt cái thân liền thì cho nó dễ làm. Và chúng ta sẽ may cái phần nẹp giả này. Còn cái thân sau thì chúng ta cũng cắt tương tự như vậy. Thân sau các bạn cũng cắt đứt cái phần eo theo cái dấu phấn.
Các bạn giảm cái phần thừa nửa phân này đi. Đấy, với vậy là khi chúng ta can eo lại thì cái số đo nó sẽ bằng cái như cái số đo ban đầu. Như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn cắt xong cái mẫu váy chữ A có cái phần nẹp giả và can eo tay bồng. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật được những cái video mới nhất về hướng dẫn cắt may nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.